Xin chào tất cả các bạn. Với những bạn mà đã biết cái kênh YouTube cũng như là cái trang web của mình thì cái việc mua bán hàng online nó diễn ra rất là ok, không có vấn đề gì cả. Shop mình cũng rất uy tín, chưa bao giờ có cái vấn đề gì khiến khách hàng phải phàn nàn đúng không ạ? Nhưng mà với những cái bạn mà mua hàng lần đầu ấy thì mình có thể giới thiệu các bạn một cái cách mà chúng ta mua hàng ở trên cái trang Shopee đấy. Shopee.vn thì hiện tại shop của mình cũng đã có một cái gian hàng nhỏ ở trên đấy. Các bạn có thể thông qua cái hình thức mua trên Shopee để các bạn có thể thứ nhất là an toàn về mặt thanh toán. Thứ hai là với những bạn ở xa thì các bạn sẽ được giảm cái tiền ship. Ở đây Shopee hiện tại đang hỗ trợ cái tiền ship lên đến khoảng 50.000 đồng với những cái mặt hàng có giá trị như cao hơn 150.000 thì phải. Đấy, thì với cái cách mua này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách, một là ở trên máy tính và hai là ở trên điện thoại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần ở trên máy tính trước, thì các bạn chỉ cần đánh shopee.vn, link ở đây rồi. Rồi chúng ta vào tìm đánh chữ dung mạc. Các bạn cứ đánh liền nhé. Chữ dung có chữ Z ở giữa đấy. Rồi, ta nhìn thấy ngay trên đầu đây. Kích vào, các bạn nên ấn theo dõi nhé. Rồi, một số mặt hàng ở đây thì chỉ có một số trên Shopee, mình chỉ đăng được một số các mặt hàng thôi. Thì với những bạn mà có thể đã biết nhiều rồi, các bạn có thể qua một là Facebook. Ở trong Facebook của bạn đánh sách vải dung mạc thì nó cũng ra cái này, và các bạn có thể inbox cho mình và mình có thể trả lời các bạn. Ngoài ra thì ở trên này thì các bạn chỉ có được một số các mặt hàng đại diện thôi, thì chủ yếu trên này mình chỉ muốn bán một số các mặt hàng chính, ví dụ như kiểu Domino này hoặc là bộ nguyên liệu sách vải để các mẹ có thể tự làm sách vải. Thì cái việc ở đây các bạn chỉ cần là kích vào nó, các bạn mua với, ở đây có đầy đủ, các bạn mua với số lượng 1 hoặc là nhiều hơn, các bạn có thể kích nhiều hơn đấy. Thông thường chắc chỉ mua 1 thôi. Các bạn kích vào mua ngay. Rồi, ở trong này thì hiện ra một cái bảng, các bạn nhìn thấy đây, miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng có giá trị từ 150.000 và giảm tối đa 50.000 liền. Nhưng mà với những cái bạn mà quanh quanh khu vực Hà Nội gần như là free hết, các bạn ở xa thì khả năng là, ví dụ như xa thì tối đa thường cái phí vận chuyển chỉ lên khoảng độ 50.000 là rất là cao rồi. Thường thì gần như toàn quốc cái số tiền này nó sẽ hỗ trợ được quá nhiều luôn. Rồi các bạn kích vào mua hàng. Ở đây thì nó ghi khá đầy đủ địa chỉ nhận hàng, các bạn phải thêm vào nhé. Đây, các bạn thêm địa chỉ nhận hàng vào. Sau khi thêm xong thì các bạn là phương thức thanh toán. Đây, mình sẽ ví dụ cho các bạn. Phố, ví dụ như ở Hà Nội này, quận mình cứ lấy quận Ba Đình đi. Đây các bạn nhìn thấy, sau khi đánh cái phần địa chỉ vào thì ở đây miễn phí vận chuyển. Đấy, giao hàng vận chuyển đây, các bạn nhìn thấy cái việc giao hàng của nó. Nếu mình ở trong khu vực này chỉ mất khu vực Đội Cấn ấy, nó chỉ quận Ba Đình ấy, nó chỉ mất khoảng 17.000 thôi. Đây thì chúng ta có hai hình thức là thanh toán bằng thẻ tín dụng
ghi nợ này hoặc là thanh toán khi nhận hàng, chúng ta có thể tích vào. Rồi ok, và sau đó chúng ta chỉ cần ấn đặt hàng là đã thành công cho cái việc đặt hàng này rồi. Ok, đó là một cái cách mà các bạn có thể, thứ nhất là tin tưởng được về cái số tiền của các bạn là sẽ rất an toàn. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ giảm được cái tiền ship rất nhiều. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục là cái sử dụng ở trên điện thoại thì nó sẽ như thế nào. Rồi chúng ta tiếp tục đến với Shopee ở trên app của điện thoại. Thì các bạn sử dụng điện thoại Android hay là iPhone đều tương tự nha. Đầu tiên chúng ta tìm cái Shopee, các bạn download nó về. Sau khi download thành công thì các bạn nhìn thấy, các bạn kích vào cái phần mềm Shopee đấy. Việc đầu tiên của chúng ta là phải đăng nhập nó. Đăng nhập chúng ta kích vào phần tôi này. Chúng ta có cái phần đăng nhập dựa trên Facebook. Chúng ta cứ đăng nhập trực tiếp của nó là ok rồi. Sau đó chúng ta tìm vào phần tìm kiếm. Chúng ta có thể đánh chữ Dung Mạc. Các bạn kích vào Dung Mạc. Các bạn nhìn thấy ở phía dưới có rất nhiều sản phẩm. Tôi sẽ làm nhanh và để cho các bạn là có thể hiểu được cái việc mua ở trên điện thoại này nó cũng tương tự như mua ở trên web. Các bạn kích vào cái sản phẩm. Ở đây tôi lại lấy lại cái sản phẩm là nguyên liệu làm sách vải nhé. Rồi. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là dựa vào cái việc những cái trái tim đấy yêu thích, nhiều người yêu thích hay không thì sẽ là đánh giá cao hay thấp. Vì cái shop này của tôi mới nên là cái trái tim thì nó hơi ít thôi. Bạn kích vào mua ngay. Ở trong này chúng ta kích vào số lượng đấy. Sau đó chúng ta kích vào mua hàng. Ở trong cái phần địa chỉ nhận hàng thì do lúc ấy kích ở trên máy nó kết nối luôn rồi. Chính vì thế nếu các bạn mới truy cập lần đầu từ trên điện thoại thì các bạn sẽ kích, nó sẽ có một cái phần tương tự như địa chỉ mới các bạn điền vào giống như trên điện thoại này. Tiếp tục tôi kích vào vận chuyển. Ở trong phần này thì nó giống hệt như ở trên web đấy. Chúng ta nhìn thấy là cái tiền để vận chuyển của nó sẽ giảm xuống 17.000, chuyển xuống thành không và chúng ta được miễn phí hoàn toàn. Chúng ta kích vào lựa chọn thanh toán. Ở đây thì nó đã tích hợp sẵn chúng ta là thanh toán khi nhận hàng. Các bạn có thể chủ động một cái việc là thanh toán trên thẻ ghi nợ cũng được, hoặc là thanh toán bằng thẻ tín dụng đều ok cả. Khuyến khích việc đó. Rồi tiếp tục chúng ta kích vào đặt hàng là chúng ta đã hoàn thành. Rồi như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn hai cách mua hàng ở trên web và Shopee. Web và ở trên app của điện thoại sử dụng Shopee. Ok, hy vọng là các bạn sẽ đặt hàng được một cách thuận lợi hơn và chúng ta sẽ giảm thiểu được cái chi phí của cái tiền ship. Vậy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.